Sáng ngày 23 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang trốn truy nã và 15 bị cáo khác trong vụ án sai phạm tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, AIC và các đơn vị liên quan. Trong số 16 bị cáo, có 4 người bị xét xử vắng mặt gồm Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hồng Sơn, Phó Tổng Giám đốc AIC, Trương Thị Xuân Loan, Trưởng ban Quản lý Dự án 3 thuộc AIC, Nguyễn Thị Tích, Tổng Giám đốc Công ty Mofa. Năm 2012, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê duyệt 6 dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện Sản Nhi, tổng vốn đầu tư 238 tỷ đồng. Để AIC được tham gia dự thầu và trúng các gói thầu trang thiết bị của dự án trên, Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ đạo Trương Thị Xuân Loan liên hệ với hai cựu cán bộ ban quản lý dự án để thông đồng về thông số kỹ thuật, cấu hình, đơn giá trang thiết bị y tế thuộc danh mục mua sắm. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ đạo bị cáo Loan móc ngoặc với cán bộ ban quản lý dự án nhận danh mục trang thiết bị mua sắm. Sau đó, các bị cáo liên hệ với hãng sản xuất và đơn vị cung cấp thiết bị, thu thập thông số kỹ thuật, cấu hình, đơn giá từng loại. Mục đích để tính toán chi phí sao cho khớp, để AIC trúng thầu. Trong vụ án trên, bà Nhàn còn bị cáo buộc chỉ đạo cựu kế toán trưởng Đỗ Văn Sơn đã đầu thú hồi cuối tháng 6, biến hóa số liệu báo cáo tài chính giai đoạn năm 2010 đến năm 2013, đảm bảo cho AIC có đủ năng lực tài chính tham gia dự thầu. Theo đó, trước khi đấu thầu, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn giao cho Nguyễn Hồng Sơn, Trương Thị Xuân Loan chỉ đạo, điều hành nhân viên AIC mua và lập hồ sơ dự thầu, thiết lập thông tin để công ty Mofa làm quân đỏ, công ty Phúc Hưng do Nguyễn Anh Dũng, sinh năm 1953, anh trai bà Nhàn làm tổng giám đốc, là quân xanh. Từ đó, AIC và liên danh với công ty Mofa trúng toàn bộ 6 trên 6 gói thầu của dự án. Trong đó, AIC đứng tên trúng 4 gói thầu với tổng trị giá hơn 200 tỷ đồng, đã được thanh toán hơn 197 tỷ đồng. Còn công ty Mofa đứng tên trúng 2 gói thầu, tổng trị giá hơn 25 tỷ đồng và được thanh tất toán. Sau đó, Hội đồng định giá tài sản tỉnh Quảng Ninh kết luận giá trị trang thiết bị của 6 gói thầu tại thời điểm mở thầu so với giá trị đã quyết toán có sự chênh lệch. Hậu quả gây thiệt hại cho nhà nước hơn 50,6 tỷ đồng.